Các bạn, em tên là Nguyễn Hoàng Phú, mã số sinh viên 18161131. Hôm nay em xin trình bày về bài tập thứ hai mà thầy đã cho, đó là điều khiển hai LED đơn sáng tắt theo hai nút nhấn. Và đây là sơ đồ đã được thiết kế. Thì một một LED sẽ hai chân sẽ được nối vào chân D của con vít 16857. Và đây điều khiển theo hai nút nhấn là bước 1 và bước tần 2 của nối với chợ. Hai chân này sẽ được nối vào chân RB0 và RB1. Đây, và sau đó là sẽ có một khối thạch anh cũng như nút reset và nguồn. Thì đây là sơ và sau đây sẽ là sơ đồ bộ lưu đồ của bài này. Đó là bắt đầu sau đó khai báo thư viện, biến gán và định nghĩa các chân. Sau đó từ đầu là led 1 và led 2 tắt. Và nếu như nút tầng 1 được nhấn thì điều kiện này được xem là đúng. Thì led 1 nó sẽ sáng. Led 1 sẽ sáng và sẽ xuống nút 2 sẽ kiểm tra điều kiện là nút tầng 1 có được nhấn thêm một lần nữa không. Tức là nút tầng 1 sẽ được nhấn thêm một lần nữa hoặc là nút reset sẽ được nhấn. Thì nếu mà một trong hai nút này được nhấn thì led 1 nó sẽ tắt và kết thúc một chu trình. Còn nếu nút tầng 1 hoặc nút reset không được nhấn thì để coi như điều kiện này sai thì quay lại, tức là led 1 vẫn sẽ sáng sáng đến khi nào có một trong hai nút này được nhấn thì led 1 sẽ tắt. Còn nếu như trường hợp mà nút bước tầng 1 này không được nhấn thì coi như điều kiện này sai sẽ quay qua kiểm tra là nút bước tầng 2 này có được nhấn hay không. Nếu nút bước tầng 2 này được nhấn thì thỏa mãn điều kiện LED2 sẽ sáng. LED2 sẽ sáng xuống sẽ kiểm tra tiếp điều kiện là nút bước tầng 2 hoặc là nút reset này có được nhấn hay không. Nếu nút bước tầng 2 hoặc nút reset này được nhấn thì tức là điều kiện này đúng thì tức là LED thứ hai sẽ tắt, kết thúc một chu trình. Còn nếu nút bước tầng 2 này không được nhấn hoặc là nút reset thì không được nhấn thì quay trở lại là led cứ sáng hoài đến khi nào có một trong hai nút này được nhấn thì thôi. Và nếu như ngay từ đầu nút bước tầng 2 không được nhấn thì coi như điều kiện này sai sẽ quay trở về từ đầu là hai led tắt, và cứ thế lặp lại một chu trình cho đến khi nào có một trong hai nút được nhấn thì sẽ đi tiếp tới chu trình tiếp theo. Và đây là một chu trình tuần hoàn của một lưu đồ mà bài tập thứ hai mà thầy đã cho. Sau đây sẽ là code của bài tập này. Ban đầu là khai báo thư viện, và khai báo biến và khai báo tần số của thạch anh. Sau đó sẽ gán định nghĩa giống như ban đầu đã cho là led 1 là ở chân D0, led 2 là ở chân D1. Đây, led 1 ở chân D0 và led 2 ở chân D1. Sau đó để gán cho cái nút tắt thứ nhất ở chân B0 và nút tắt thứ hai ở chân B1. Đây, nút tắt thứ nhất ở chân B0 và B1 đây sẽ nối với nút tắt thứ hai. Đó, tắt thứ hai. Và sau đó là khai báo bố biến L1, L2, N1 và N2. Ta sẽ tới hàm chính. Ban đầu sẽ set cho chân B ở trạng thái là 0 x 0,3. Tức là có hai giá trị input đi vào là giá trị chân RB0 và RB1. Còn chân D thì là 0. 0 nhân 0 0 tức là giá trị input đi vào là 0. Còn chân E thì là 0 nhân 0 4. Tức là có một chân được nối, đó là chân R. RE3 được nối với nút reset đây. Chân RE3 được nối với nút reset. Sau đó xuất ra là LED output low led 1, output low led 2, tức là mặc định ban đầu là led 1 và led 2 ở trạng thái thấp. Ở trạng thái thấp tức là led không sáng, tắt. Tiếp chúng ta sẽ gán L1 như trên đây đã khai báo biến với chân RB0 và gán L2 hay là gán L2 với chân B1. Nếu đúng, L1 được nhấn thì đây là câu lệnh dùng để chống dội phím. Bởi vì nếu không có câu lệnh này thì chúng ta có thể nhấn cái
cái nút nhấn một lần nhưng mà nó có thể dội lên tới mấy lần lận. Chúng ta sẽ không kiểm soát được số lần chúng ta nhấn, cho nên đây là sẽ có một câu lệnh ấy để chống lại cái hiện tượng dội phím. Rồi sẽ tiếp tục với là kiểm tra coi led thứ nhất có bằng không hay không. Nếu cái led thứ nhất bằng không thì là sẽ đảo trạng thái thì sẽ xuất ra dữ liệu là led một sáng, tức là đảo trạng thái, tức là ban đầu là led một low là tắt, thì đảo ngược lại trạng thái low tức là trạng thái hai, tức là led một sẽ được sáng. Còn không thì sẽ kiểm tra tích, còn nếu không else là nếu không thì led một vẫn tắt, tức là led một vẫn ở mức thấp. Sau đó sẽ đi qua tới sẽ gán với biến là L2 có bằng không hay không, và vẫn có câu lệnh để chống dội phím. Và nếu L2 có bằng không thì đây là đảo trạng thái, tức là ban đầu đã gán là L2 là ở mức độ thấp, tức là L2 tắt. Và bây giờ nếu mà L2 bằng 1 đảo trạng thái thì là L2 sẽ lên 2 là sáng. Còn else là nếu không bằng 1 thì L2 sẽ tiếp tục low, tức là vẫn tiếp tục vẫn thấp, là vẫn tắt và không sáng cho đến khi nào S2 được lên ở mức 1 thôi. Và đây là kết thúc một cái thuật toán của cái bài này, và chúng ta sẽ kiểm tra xem có lỗi hay không. Đây hoàn toàn không có lỗi, build successful. Thì sau đó sẽ build cái này vô con pick F1667. Đây đây em đã được em đã nạp cái code đó vào đây. Ok, bây giờ sẽ tiến hành mô phỏng trên phần mềm Proteus hay cho thế cho phần mềm chạy. Như vậy, như theo lưu đồ đã nói thì nhấn nút nhấn thứ nhất led nó sẽ sáng, và nhấn thêm một và tiếp tục nếu nhấn thêm một lần nữa thì led sẽ tắt đó, và nhấn nút nhấn thứ hai thì con led 2 sáng, nhấn thêm một lần nữa thì led tắt, nhấn nút nhấn thứ hai thì led 2 sáng, và nhấn nút nhấn thứ nhất thì led 1 sáng. Và nếu như nhấn reset ở đây thì cả hai led đều tắt và đều về mức low đó. Và nếu nhấn nút thứ nhất thôi thì led một vẫn sáng, và bấm reset led một vẫn tắt, và tương tự với led 2. Ở đây là em đã trình bày xong phần bài tập của em, phần trình bày của em về bài tập số 2 mà thầy đã giao. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã cố gắng lắng nghe. Xin trân trọng cảm ơn.